Chào mừng các em nhỏ đến với những câu chuyện của Panda. Đuôi của thạch sùng bị đứt rồi thì làm thế nào? Long đang chơi ở ban công, đột nhiên kinh ngạc hét lên: "Mẹ ơi, mau đến đây!" Mẹ nghe thấy thế vội vàng chạy tới. Hóa ra, Long phát hiện dưới đất có một con thạch sùng đang bò. Nhìn thấy Long hoảng sợ, mẹ bế Long lên xoa đầu và nói: "Đừng sợ, thạch sùng có ích đấy. Nó không có độc, không làm hại con đâu." Bản lĩnh của thạch sùng cũng rất là giỏi đó. Khi gặp phải kẻ địch, nó sẽ tự ngắt đuôi để tẩu thoát. Long cúi đầu thấp nói: "Thạch sùng ngắt đuôi rồi, liệu có chết không ạ?" Mẹ nói: "Đừng lo, đuôi của thạch sùng sau khi không may bị đứt, có thể nó sẽ tiết ra một loại hormone, chẳng bao lâu sau có thể làm đuôi mọc lại." "Wow, hay quá, thạch sùng giỏi thật." Nghe những lời giải thích của mẹ, cuối cùng Long cũng mỉm cười thoải mái. Và sau khi ngắt đuôi thì chúng sẽ ra sao nhỉ các em? Ngắt đuôi là một cách tự vệ của thạch sùng. Đoạn đuôi đứt đó do bên trong vẫn còn dây thần kinh, có thể động đậy không ngừng và thu hút sự chú ý của kẻ địch, từ đó mà đạt được mục đích trốn thoát. Thạch sùng có sở trường dùng lưỡi bắt mồi. Một khi phát hiện phía trước có muỗi, nó sẽ nhẹ nhẹ bò đến phía sau con muỗi, nhân lúc muỗi không chú ý thè lưỡi ra xi một cái, quấn ngay con muỗi vào trong miệng. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở những câu chuyện lần sau.